Em xin kính chào quý cô chú và các anh chị. Hiện tại em đang có mặt tại thủ đô Hà Nội vào một buổi chiều. Chuyện là buổi tối hôm qua vào ngày mùng 2 tháng 3 thì Trấn Thành có đi xem phim ở rạp chiếu phim. Và chuyện cũng không có gì đáng nói. Nhưng mà có một bạn nữ thì về, bạn ấy đã đăng lên rằng bạn ấy đã tố Trấn Thành đã cướp mất kiểu như là suất vé xem phim, và kiểu như là giành mất suất vé xem phim ấy. Xong bạn còn ghi với nội dung là những người thường nói đạo lý thường sống như Nội dung được tóm tắt như sau: bạn nữ này, bạn ấy đã phải xếp hàng lâu, xong rồi bạn ấy có nhường cho một khách hàng xe lăn trước đó, nên bạn phải chờ rất là lâu. Thì khi gần đến lượt thì nhóm của bạn Trấn Thành mới đến, thì nhóm bạn Trấn Thành đã mua hết vé và bao cả rạp. Thì bạn nữ này, bạn ấy mới bất bình, bạn ấy muốn bảo là Trấn Thành muốn nhường lại vé cho bạn này để ngồi với, còn ngồi xa cũng được. Thì Trấn Thành bảo là không được, bởi vì là Trấn Thành cần sự riêng tư. Đó là câu chuyện tóm tắt nội dung của ban đầu, của đầu buổi sáng. Tuy nhiên đến sang buổi chiều, buổi trưa thì bên phía Trấn Thành có nói một điều rằng là không phải Trấn Thành giành vé, mà là bởi vì nhóm của Trấn Thành ấy đã đặt vé từ trước rồi. Và đại diện bên CVB cũng nói là Trấn Thành đã đặt vé từ trước rồi, bao cả rạp rồi, lúc đấy đến là chỉ lấy vé thôi. Còn theo ý kiến cá nhân của em ấy, thì em thấy là có một cái điều gì đó là không đúng lắm ở trong cái câu chuyện này. Bởi vì là thường những người nổi tiếng như Trấn Thành ấy, chắc chắn là trong, kể cả trong chúng ta thôi, khi chúng ta mà nổi tiếng thì chúng ta sẽ muốn sự riêng tư rất là nhiều. Còn bạn nữ kia, bạn ấy kiểu không chấp nhận là Trấn Thành có riêng tư kiểu như thế. Bởi vì là bây giờ mình là một người nổi tiếng ấy, thì sẽ rất là nhiều người, người ta ngó đến cuộc sống của mình, cả mình có đi xem phim chẳng hạn, thì cũng sẽ có chuyện nọ chuyện kia. Nên chắc chắn là Trấn Thành cũng sẽ phải mua vé trước hoặc đặt vé trước. Bởi bây giờ cái chuyện đặt vé trước qua mạng là chuyện quá bình thường thôi mà. Cũng chi là Trấn Thành còn có những ekip của mình, cũng có người quản lý, rồi là những bạn bè của mình rất là nhiều. Đấy, không khó gì để có thể đạt được vé từ trước. Nên cái chuyện mà CGL nói là Trấn Thành có đặt trước vé, rồi Trấn Thành bảo đặt trước vé rồi, xong đến lấy vé, thì em thấy cũng hợp lý và thấy đúng. Còn có thể là trong cái câu chuyện cụ thể là bạn kia bạn hiểu nhầm, là Trấn Thành đến để lấy vé đã bao hết cả rạp từ trước rồi, thì có thể bạn này bạn hiểu nhầm rằng là Trấn Thành dành hết cả những suất vé, dành hết cả chiếc suất vé. Bởi ví dụ như bình thường mình, khi mình đến mình mua vé, bắt đầu mua vé, mình sẽ xếp ở một hàng. Còn khi mà mình đã đặt vé thì mình cũng sẽ đứng ở một sang khu vực lấy vé riêng. Thì bạn nữ kia bạn hệ hiểu nhầm là Trấn Thành được bước sang khu vực VIP hơn, nhưng thật ra không phải. Ở mỗi rạp chiếu phim, như đặc biệt CGV đều có hai phần. Nếu các bạn nào hay đi xem phim cũng để ý là một bên là mình sẽ mua vé, còn một bên là đến là sẽ mình có một cái mã số ấy, là mình in ra vé. Có thể Trấn Thành đặt trước xong rồi chuyển sang mục riêng bên đấy, xong rồi Trấn Thành lấy hết vé ở cái suất chiếu sau đấy chẳng hạn. Nên bạn này hiểu nhầm là Trấn Thành mua hết vé bao cả rạp thôi, có sự ưu tiên gì đấy chẳng hạn ấy. Đấy, có thể là bạn ấy đã hiểu nhầm, kiểu như là Trấn Thành lại vừa được sang khu vực VIP là sẽ vừa được ưu tiên mua hết vé. Thế xong kiểu bất công bạn ấy, xong lúc bạn ấy hỏi thì Trấn Thành lại bảo là anh ấy cần sự riêng tư. Thì đúng là phải cần sự riêng tư, nhưng mà kiểu khi mình nghe về một phía mình không hiểu được ấy. Còn sau khi Trấn Thành nói như thế thì em cũng thấy là Trấn Thành nói đúng ấy. Bởi vì mình là một người nổi tiếng thì mình phải đặt vé trước là đúng rồi. Chứ đời nào mình lại bắt đầu đến mình mới đi mua vé. Mẹ có một sự bất cập nhá. Ví dụ nhá, là chuyện mà Trấn Thành lúc đấy mới là đến để đặt vé đi, thì không hợp lý logic lắm rồi nhá. Khi Trấn Thành đến
thì chắc chắn những cái xuất chiếu trước đấy, à đâu nhầm, em xin lỗi, là những cái ghế khác thì cũng sẽ phải được đặt. Thì Trấn Thành đến sau làm sao có thể mua được những cái ghế trước, đúng không thưa quý vị? Là sao Trấn Thành có thể mua được những ghế mà ví dụ bạn đến trước bạn ấy mua, mà ví dụ những người trước đến mua thì Trấn Thành đã đặt từ trước rồi thì hết. Thế khi Trấn Thành đến thì Trấn Thành đâu có thể giành được đậm mỗi vé của hai bạn này đâu, mà là hai bạn này hiểu nhầm thôi. Đó là em nghĩ là do hai bạn này hiểu nhầm. Một câu chuyện nó cũng đơn giản như vậy thôi. Vậy chúng ta lại tiếp tục với buổi chiều ngày hôm nay. Buổi chiều hôm nay là một buổi chiều cuối tuần. Đến buổi tối thì có lẽ ở đây sẽ rào lại để phục vụ cho việc tuyến phố đi bộ. Cuối tuần tuyến phố đi bộ rất là đông đúc. Bên kia chính là tượng đài Lý Thái Tổ. Những ngày đầu tháng 3 này, Hội Phụ Nữ Việt Nam có tổ chức một chương trình những chụp ảnh bên áo dài ấy. Nên quý vị và các bạn đi ra đường có thể thấy rằng là rất là nhiều người chụp ảnh áo dài. Đây, đây là con chó. Đây có du khách quấn khăn này là những đất nước ở bên Hồi giáo và đất nước Hồi giáo. Chúng ta tiến hành rẽ sang con phố Lê Lai. Cái vị trí này một trong những vị trí chụp ảnh cưới rất là đẹp. Quý vị các bạn có thấy khung hình rất là đẹp không? Đẹp tuyệt vời luôn. Phía bên tay phải này chính là tượng đài Lý Thái Tổ. Chiều các bạn ra đây vận động thể dục thể thao, đá banh, đá bóng, đá cầu. Con đường Lý Thái Tổ. Đi con đường Lý Thái Tổ, chúng ta sẽ đi sang con đường Ngô Quyền. Đây chính là khách sạn Metropole ở Ngô Quyền, các bài phố Lê Phụng Hiểu. Đây một trong những khách sạn sang chảnh và hiện đại bậc nhất của Hà Nội. Quý vị các bạn có thể đếm được số lượng sao bên ngoài lên đến 5 sao.
đây cửa hàng bán các thương hiệu Dior, những cái sao mà đã đánh ở bên ngoài được cái bảng hiệu bằng hình tượng rất là bóng mạ như thế là được công nhận chuẩn đấy thưa quý vị, là chuẩn theo cả thế giới luôn đấy, chứ không phải chúng ta có thể tùy tiện đề được đâu. Những biển hiệu nào mà tự tiện đề thì sẽ là theo kiểu tự in hoặc là gì đấy, còn cái dạng vừa sau là một bảng hiệu rất là xịn. Đây chính là kem Tràng Tiền. Đây rất là nhiều các chị các cô đang mặc áo dài đi thăm bờ hồ và chụp ảnh. Đoàn khách du lịch nước ngoài. Bờ hồ Hoàn Kiếm. Rất nhiều ban ngành và đoàn thể, rất nhiều cá nhân và tổ chức tham dự cuộc thi áo dài. Quý vị có thể xem thêm thông tin về chụp ảnh áo dài vào những đợt đầu tháng 3 của năm 2023 ở trên các trang mạng của Liên hiệp Phụ nữ tổ chức. Phía bên kia một đoàn khách du lịch đang thưởng ngoạn cảnh đẹp ở Hồ Gươm và Hà Nội vào một buổi chiều. Chiều nay mình kiểu thời tiết rất đẹp, nhiệt độ ngoài trời khoảng 22-24 độ, bầu trời hơi một chút có mây mù, còn đâu là rất là đẹp. Không khí trong lành. Tôi đang nghe thấy tiếng tít còi của các lực lượng bảo vệ xung quanh đây. Trời đã sắp đến chiều tối cuối tuần nên có lẽ mọi người sẽ phải đi xe máy ra bên ngoài. Để có thể trả lại cái con đường này cho những người đi bộ tối. Đây một người đang phải đi bộ trên vỉa hè. Xe cộ đi lại rất là nhộn nhịp. Tuy nhiên những chuyến xe, những chiếc xe đi qua bờ hồ Hoàn Kiếm thường sẽ không vội vã, bởi vì nếu mọi người vội, mọi người sẽ đi thẳng, sẽ không rẽ ra con đường này. Nếu xác định rẽ qua con đường này là đã một phần muốn tham quan và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bờ hồ Hoàn Kiếm này rồi.
hai bạn trẻ đây rất là xinh đẹp và đẹp đôi, cả xinh gái lẫn đẹp trai. Quý vị và các bạn có thể đếm được bao nhiêu xe máy trong vòng 1 phút đi qua đây không? Có thể nói là rất nhiều. Vâng, bạn Tây đấy rất là lịch sự. Các bạn Tây đi qua này, xin chào mình bằng tiếng Việt luôn, rất là lịch sự. Bởi vì đất nước Việt Nam chúng ta là đất nước rất mến khách, do đó các du khách sang đây cũng học câu xin chào của chúng ta. Nên là lẽ đương nhiên thôi, khi chúng ta đối xử tốt đẹp với một người nào đó thì người ta cũng sẽ đối xử tốt đẹp lại với chúng ta y như vậy. Chúng ta đang đứng ở vị trí chính giữa của hồ Con Rùa. Có những bạn chọn Hà Nội làm điểm đến du lịch và chưa cả về nhà nghỉ luôn, còn nó xách theo cả vali luôn, là chuyện rất bình thường. Khi chúng ta đáp một chuyến xe hoặc một chuyến bay đến, chúng ta có thể tiến hành ra ngắm cảnh bờ hồ luôn đã, rồi mọi chuyện khác tính sau. Xe du lịch những chiếc xe ô tô lớn như thế này, 45 chỗ như thế này sẽ không được phép đi vào những tuyến phố như này, trừ khi có giấy phép riêng. Bởi những tuyến phố này cấm những chiếc xe to lớn và cồng kềnh, kể cả xe khách. Đây sẽ là con phố Trần Nguyên Hãn. Ở đây có những tòa nhà công vụ, những đại sứ quán, đều có những cảnh sát canh phòng nghiêm ngặt. Ví dụ đây là văn phòng đoàn đại biểu quốc hội. Ở đây một hình ảnh bác Lao Công đang đi thổi rác, dọn vệ sinh. Chúng ta đang đứng ở Trần Nguyên Hãn các biệt thự Lý Thái Tổ. Nếu chúng ta đi thẳng lên trên kia sẽ là đường D. Phía trên đường D này có một điều đặc biệt là nó có con đường gốm sứ được UNESCO công nhận là một trong những con đường gốm sứ dài nhất. Có lẽ em sẽ dừng clip tại đây. Em xin kính chào quý cô chú và anh chị, và hẹn gặp lại với cô chú và anh chị vào những clip sau.